Số 798, Phật thuyết Tấn học kinh, hán dịch đời Tống, cư sĩ Tự Cừ Lương Thanh. Nghe như vậy, một thời Đức Phật hiệu hóa ở tỉnh Xá Tu Đạt, vườn cây của Kỳ Đà Thọ thuộc nước Xá Vệ. Cùng với đại chúng 1.250 người, Đức Phật bảo các tỳ kheo có bốn nhẹ hành, bậc trí giả phải tuân theo chỗ tu tập của bậc trượng phu, bậc đại sĩ luôn phụng hành, những kẻ ngu phu bất tài thì không thích. Thế nào là bốn? Một, hiếu thảo cha mẹ, vui vẻ nuôi dưỡng. Hai, giữ gìn hạnh nhân từ trước sau không sát sinh. Ba, bố thí giúp người nghèo thiếu không luyến tiếc. Bốn, gặp bậc thánh ở trời, bỏ vinh hoa mà cầu đạo. Đó là bốn nhã hành. Bậc trí giả đều tuân theo, bậc trượng phu tu tập, bậc đại sĩ phụng hành, kẻ ngu phu lại không thích. Khi ấy Đức Phật nói kệ: Trí giả xưng hiếu, thương xót mạng sống, bố thí khắp nơi, vượt tục thích tịnh. Chánh nghiệp như vậy, minh sĩ tu tập, chánh thánh kiến đầy đủ, định trời vô vi. Đức Phật bảo các tỳ kheo là nếu có hai pháp, hoặc ở nơi thanh vắng, hoặc ở chỗ đại chúng, tâm luôn thực hành, chớ có biếng nhác. Một, im lặng như hiền thánh. Hai, học rộng giảng luận nghĩa lý sâu xa. Lại có hai việc bố thí: ăn uống vị ngon để nuôi mạng sống, mở bày kinh điển hiểu rõ giáo lý nhiệm màu. Cho nên tỳ kheo luôn suy nghĩ tuyên dương trí tuệ, diễn giảng giáo pháp vi diệu, chớ có nghi ngờ, tự mình tẩy sạch và dứt hết nhiễm trần. Đạo pháp như vậy mãi mãi rốt ráo mới gọi là người xuất gia, giác điểu đầy đủ. Đức Phật nói kinh này xong, các tỳ kheo vui mừng đảnh lễ ghi nhận lời Phật dạy.